Theo đó, lễ hội Hoàng Mai sẽ trưng bày những cây mai Hoàng Mai Huế đẹp, độc lạ từ những nhà vườn trong cả nước. Đây là nơi để các nhà vườn, những người chơi mai cảnh ở Huế và cả nước giao lưu, gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, mua bán cũng như bảo tồn những cây mai quý.